thì em nhìn máy em tập. Chị Phượng ơi, rồi. Chân đợi em lấy cặn. Bước lên tí xíu giùm em đi, để đèn coi như mặt rồi đó. Nó ráng hợp á. Mà nó là giả nhưng mà cái tóc cũ. Ý nó tóc đếp cũ phải không? À cắt hết rồi. Cái này ra hả? Chứ là cũng ráng thay đổi luôn. Thôi đừng dừng. Ông Thuận nè, ông Thuận nè. Ông Alice kêu là đi là nặng hết áo rồi. Điện điện mà lên kêu đấy có đèn. Đang lại luôn hả? Giờ phải lặn luôn mày. Nó phối màu kì vậy. Bây giờ trong khi đó tớ Thúy định như một hoàng hậu vậy đó. Thường là vậy á. Cửa phòng nó không nghỉ, nó không nghỉ xuống.
răng kẻ nó đổi. Nó lấy sao anh? Vui lắm. Lan tên nó nha. Lan ở trên nè. Nó đọc cái lại động nghe đi là mấy hẹp con này đó. Mà nó phải ở một bệnh kiến nhỏ không? Con muốn con đi cao. Cái mình cũng đi cao luôn nè. Hai chục tỷ. Lít. Nó giống như một quỷ. Không, cái này nó không sợ. Không sợ cái gì lắm. Mà cửa khẩu mà mở rồi xong rồi đó. Nó chạy vô. Nó cũng bắt đầu ở trong phòng nó dí chạy ra. Chạy ra mà đứng vô. Thì cứ cửa thôi. Giống như chung hùng như sao á.
kiện xã hội để tắm và chúng tôi là phải xin phép thì để có thể làm được hay không là còn phải xin phép rất là nhiều cơ quan đoàn thể và tùy theo những cái sự kiện mà chúng tôi có thể làm được và không làm được và bắt đầu làm tới đâu như thế nào để cho có cải thiện hơn chứ không phải chỉ là tả kích một cá nhân nào đó mà có tiêu chí rõ ràng mang tính xã hội. Cái công an thông tin nó phải ra dạ xin cảm ơn những chia sẻ đầy đủ ý nghĩa và hết sức là nhân văn của nghệ sĩ Vũ Đức Thịnh cũng như là nghệ sĩ Từ Long. Về câu hỏi thứ hai dành cho nghệ sĩ Vũ Đức Thịnh, tôi dành sự trả lời này cho anh Đinh Trung Chính với các công ty promotion này. Xin chào các chị, một thông viên và các chị nghệ sĩ. Thì có lẽ tôi chào tốt nhất sẽ là Đinh Trung Chân, nhưng mà tại vì Đinh Trung có việc không có đây ngay bây giờ. Tôi xin nói tạm tắt như này là nếu các chị để ý sẽ thấy Trung Trân đã hợp tác với Đông Tây Promotion trong nhiều chuyện khác sau cái sự cố mà chúng ta biết một số trước đây. Thực sự là ngoài kinh nghiệm bây giờ thì Trung Trân đã được tham gia thì hát của Trung Tình mới đây. Và thực sự anh Trung Trân là một người nghệ sĩ, rất là nghệ sĩ. Hãy sẵn sàng tham gia với chương trình và anh thấy có giá trị và hoa là những người hỗ trợ hắn đẹp. Và cái việc mà sự cố thực sự đã đối với anh và đối với tôi đó là một sự cố tương đối nhỏ của tôi. Nó cũng có là một cảm trở hơn. Có lý do tại sao anh Trung Trân vẫn có mặt và sẽ tiếp tục có mặt trong chương trình. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Trung Chính và chúng tôi xin mời câu hỏi đến từ các anh chị nhà báo khác ạ. Dạ, chúng tôi thấy các bạn các anh chị. Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Đức Thịnh và chúng tôi vẫn đang
tiếp tục mong chờ những cái tay của các anh chị phóng viên khác ạ. Vậy thì chúng tôi thấy anh Hùng Quỳnh Quỳnh Tiến. Tôi muốn hỏi là như tôi nhớ những năm ngoái có một cái phòng mà là gọi là gala dành cho những người chơi các bạn cả chị nghệ sĩ đã cúp, thì không biết năm nay mình có, tại vì tôi nghĩ đó là một điểm nhấn khá thú vị trong chương trình. Câu thứ hai là tôi muốn dành cho anh Nam Mai Đại Phến và chị Minh Tú, thì đây là hai gương mặt tương đối nổi bật trong thời gian gần đây. Thì không biết cái cảm giác của các anh chị mình khi mà so tài không chỉ với trưởng phòng, mình phải đối ứng với lại các trưởng phòng mà mình còn phải cạnh tranh với những các nghệ sĩ khác, thì không biết cảm giác của chị như thế nào khi mà những người chơi với mình đa phần là những nghệ sĩ hài quen chị sân khấu. Xin mời chia sẻ của anh Đại Phân. Dạ xin chào anh ạ. Dạ em xin được phép trả lời câu hỏi là lúc trước đó, khi mà em xem chương trình này thì em rất thích vì nó là một sân chơi trải nghiệm tuyệt vời, và khi mà tham gia mình biết được là mình đang ở đâu, mình đang lực ở đâu. Thì hôm nay em được nhận lời mời thì em cảm thấy rất là đắm lòng, và mình muốn thử mình xem mình đi tới đâu và được tiếp xúc với những phòng nào, và đó là một cái trải nghiệm của em. Em rất mong muốn được tham gia chương trình này. Xin cảm ơn những chia sẻ của Mai Đại Phương. Và bên kia chúng tôi thấy có Minh Tú đúng không ạ? Xin mời hãy chị Minh Tú. Em xin được cảm ơn câu hỏi của ông. Thì hồi trước thì xuất phát của em là nghề người mẫu, và khi mà được mời của chương trình Trong Giờ Cậu Đây Rồi đó, thì em trước đó cũng đã coi rất qua rất là nhiều chương trình và tiểu phẩm tối tối trước khi đi ngủ hay lướt YouTube để coi. Thì thật sự thì khi mà nhận được lời mời, bản thân em cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì em không biết được là khả năng thích nghi của mình cũng như là khả năng ứng xử của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà cuộc sống thì phải có nhiều trải nghiệm, và em cũng muốn trải nghiệm qua nhiều cái lĩnh vực khác nhau để biết được rằng là điểm mạnh của mình như thế nào và điểm yếu của mình như thế nào. Thì còn cái về cái việc mà cạnh tranh thì em không dám cạnh tranh đâu, tại vì em chỉ là một người mới thôi, thì cái kinh nghiệm cũng như là cái sự ứng xử của em bằng được mọi người được. Nhưng mà từ cái chương trình này thì em nghĩ là ít nhiều thì em cũng sẽ có được rất là nhiều, đó là những bài học mới cho cuộc sống của em. Vâng. Cảm ơn những chia sẻ của Minh Tú. Và về việc gala dành cho các người chơi thắng cuộc, thì chúng tôi xin mời câu trả lời này sẽ được giải đáp bởi nghệ sĩ Đức Thịnh. Chúng tôi ở mùa này vẫn giữ lại cái vòng gala, thì chỉ là tất cả những gì thuộc về cái tính điểm mạnh của chương trình Ân Sợi mùa trước đều sẽ được giữ lại, và mùa này những cái khiếm khuyết mà chúng tôi đã có thì sẽ được khắc phục, và chúng tôi phát huy tối đa những cái thế mạnh của các tiểu phẩm riêng của vòng gala chắc chắn sẽ được giữ lại. Xin cảm ơn những đóng góp ý kiến của nghệ sĩ Đức Thịnh. Và chúng tôi cũng đang mong chờ một câu hỏi đến tất cả anh chị phóng viên. Nếu mà chúng ta không còn câu hỏi nữa thì trước khi mà đến với phần quan trọng nhất của chương trình là bốc thăm may mắn, thì cho phép em xin phỏng vấn chị Cát Phượng được không ạ? Em xin phỏng vấn chị là với tư cách là người chơi của những năm trước và là một nghệ sĩ rất nhiều kinh nghiệm, thì chị nghĩ như thế nào về Ân Sợi Cậu Đây Rồi mùa thứ tư này ạ? Thật ra cái chương trình này là chương trình tôi cho là một chương trình rất là văn minh. Văn minh ở chỗ là người tham gia không biết gì cả. Và riêng với tôi thì tôi rất thích như vậy. Mọi người rất thích cái gì đó bất ngờ và đem lại bất ngờ cho người khác. Rồi lần trước tham gia thì có cái kết thúc.
Nhưng sau đó, nếu mà riêng từ cát thì 5-3 phút sau cát sẽ lấy lại bình tĩnh, lấy lại cân bằng và lấy lại ổn định để mình trôn theo, mình đi theo các đường hồng. Còn đừng có nói là bản lĩnh hay là kinh nghiệm, vô đây là biết gì mà tôi lại thích cái gì đó, thích lắm. Ai này được mời lại ra tham gia lại thì nhận lời liền, tại vì riêng cái ơn trời còn cái lời liền cát luôn dành cho một cái cảm tình lớn cho chương trình này. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Cát Phượng. Vậy thì chắc là em đặt thêm câu hỏi nữa cho mình ngồi kế bên chị, đó chính là anh Tuấn. Anh Tuấn ơi, chị Phượng là người đã tham gia và giải thích rồi. Vậy thì nếu như chương trình có gửi lời mời anh thì anh có sẵn sàng không ạ? Thật ra là chương trình này rất rất thích coi cái chương trình này, giống như những bao khán giả mong đến giờ để mà bấm TV coi anh chương trình. Và đúng là cái tiêu chí mà cái đem đến cho khán giả là cái điều bất ngờ và thú vị, tiếng cười trong đó nữa. Nhưng mà nếu mà mời thì sẽ cố gắng cố gắng cố gắng, tại vì rất thích, tại vì anh Tuấn anh rất là ngại gọi là tham gia những cái show nên là anh nói là anh ngại lắm, không biết ngại như thế nào. Nhưng mà các thường thường nói là cứ trải nghiệm đi sẽ thích thú. Lúc đầu á chị tôi lên đó mình nhân tôi luôn luôn muốn chết, tại vì đúng rồi, ví dụ mình biết mình ngày mai mình chết, bây giờ mình còn ai ok, còn ngày không biết mình chết hay là sống, cái đó là cái điều thú vị. Mình trải nghiệm đi sẽ thấy thú vị ghê lắm. Nhưng mà sợ mình trải nghiệm không thú vị, không có gì cho khán giả coi nữa. Yên tâm, chuẩn bị hết các phương án rồi. Anh dễ sợ vậy. Nhưng mà thú vị hết các khác còn gì thú vị. Không, tưởng ông biết các thú vị nè. Nó hả, tham gia đi, có bà cát bên cạnh, chết chung. Vậy thì em đề xuất phương án là chị Cát sẽ đáp ứng chung một phòng đúng không ạ? Ok, cảm ơn chia sẻ của anh Tuấn cũng như là chị Cát. Thì nghe bên cạnh chúng tôi thấy có sự xuất hiện của Thùy Dương. Thì chắc là mọi người đây cũng biết Thùy Dương là một người mẫu đến từ chương trình Việt Nam Next Top là All Star, với cuộc khá nhiều drama và tình huống bất ngờ. Vậy thì câu hỏi mà Phạm Anh dành cho Thùy Dương đó chính là những drama đó và những tình huống bất ngờ trong ơn giời cậu đây rồi, mùa thứ tư, Thùy Dương thấy giống và khác nhau điểm nào và bản thân Dương học được điều gì từ chương trình này? Xin chào tất cả mọi người, các chị báo chí. Thật ra là em nghĩ rằng là drama của chương trình trình tế nó cũng thật sự là rất là khác so với cái drama của chương trình ơn giời cậu đây rồi. Bởi vì ơn giời cậu đây rồi là cái drama đó là chắc chắn là được sắp xếp trước, còn trình tế thì là cái mà mình không biết phải đối mặt như thế nào. Cho nên là trước những cái tình huống thì mình cứ bình tĩnh xử lý thôi, và cái kết quả của tập viên Hình Lưu Thị Dương thì Thị Dương thấy kết quả đã làm hài lòng bản thân mình chưa? Thật ra là kết quả thì chị nghĩ là đã khá hài lòng, bởi vì cũng hơn là được anh Thành lương một chút chút chút. Ông Thành tốt quá. Anh Thành thật ra nhìn sợ vậy thôi, nhưng mà anh lúc này wow, ngày hôm nay rất là đến thoại duy nhất, đến thoại chắc là tôi sẽ rất là mát ruột khi nghe những chia sẻ của Thùy Dương. Và cảm ơn Thùy Dương với những chia sẻ vừa rồi. Thì chắc là ở trên hàng ngồi có ca sĩ Lan Trinh đúng không ạ? Cũng một câu hỏi tương tự là với liên quan đến chị Trinh, thì chị Trinh có thêm kinh nghiệm gì hay bài học đau thương gì sau khi rời khỏi căn phòng đó? Vâng, nghe Trinh xin chào tất cả mọi người. Riêng Nam Trinh thì phải nói là mình được tham gia ơn giờ 2 lần rồi và chưa bao giờ được cướp hết. Và nãy giờ thấy các anh chị nghệ sĩ nào cũng khoe là có cướp, nhưng mà đối với Nam Trinh thì Nam Trinh suy nghĩ rằng chiếc cướp đó rất là tuyệt vời nếu mà mình giành được. Nhưng đối với khả năng của Nam Trinh và được tham gia vào ơn giờ đến 2 lần và cũng đã đem về được một số những tiếng cười dành cho các khán giả là Lan Trinh đã thấy rất là tự hào. Bên cạnh đó thì mình cũng học được thêm rất là nhiều những kinh nghiệm sân khấu, bởi vì chị Cát nói đó là mất vài giây đầu để bình tĩnh, sau đó là chị biết cách để có thể hòa nhịp cái trưởng phòng. Còn Lan Trinh thì có thể bình tĩnh nhưng mà có rất nhiều những cái quy luật sân khấu.
mà em chưa biết làm sao để tung để hơn. Không biết cái nhịp thở hay là chữ phòng mắt con này, chỗ này mình đã được ào đi chưa. Và tất cả những cái điều đó là một cái lớp học để cho anh em trên giường được trải nghiệm, mình vừa được học luôn. Nên nhưng mà cuối cùng rốt cuộc thì em vẫn hy vọng là sau này em còn được tham gia nữa thì em sẽ được cúp. Mình mong anh Thịnh cho em cái kịch bản thôi hay hay nha anh. Cảm ơn ạ. Chắc là nhất quá nam thì hy vọng là ca sĩ Đăng Trinh sẽ nhận được cúp nếu được tham dự lần thứ ba. Vậy thì cái kế bên là những cái thị trang. Làm diễn viên thì chắc chắn nhiều sẽ có lợi thế đúng không ạ? Vậy thì với Thùy Trang khi tham gia vào Ưng Giời thì Trang làm như thế nào để mang những lợi thế đó hay là những khó khăn nào mà Trang gặp phải trong suốt chương trình? Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn ạ. Đầu tiên em cũng xin được chào các anh chị nghệ sĩ cũng như là các anh chị phóng viên báo đài ạ. Thực ra thì câu này em đã nói trong cái buổi ghi hình của Ưng Giời gần đây rồi. Em nhận lời tham gia chương trình khi em đang còn nằm trong giấc ngủ. Lúc đó em vẫn còn rất là mơ màng. Và chương trình gọi điện thoại đến thì em cứ dạ thành một cái quán tính là dạ, dạ, dạ. Xong rồi khi tỉnh ngủ thì em cảm thấy là không biết là mình có thể rút lại lời nói hay không. Trong khi mọi ekip đã sắp đặt là ngày đấy quay từ mấy giờ đến mấy giờ rồi. Và em đi đến phim trường với một tâm thái gọi là rất hoang mang và lo sợ. Thậm chí là khi bắt đầu qua chương trình rồi em vẫn sợ và không biết là mình có cách nào để tẩu thoát khỏi đây không ấy. Thì hôm đó em có được vào phòng của chị Hồng Đào. Và trước đó có một bạn cũng thi nhưng mà bạn rất là hồi hộp, bạn lo đến mức độ mà bạn không có xử lý tình huống. Và em nhớ là hôm đấy anh Đức Thịnh có chấn tĩnh em là Trang ơi phải bình tĩnh, em phải nói là em đang ở trong hoàn cảnh nào và em là nhân vật gì, em phải bình tĩnh xử lý thật nhanh tình huống và em phải đối phó làm sao để cho nó thật là gãy cọ thật là hay. Trời, em thấy mọi người xung quanh em ai cũng lo lắng cho em và em cảm thấy rất là sợ, em không tin vào bản thân mình luôn. Hít vào thở ra thật sâu và em cũng mạnh dạn bước vào cái căn phòng khủng khiếp đó và em cũng bị te tua bầm dập với một cái cú tát giáng trời của chị Hồng Đào. Và rất may là ngày hôm đó em cũng đã vượt qua những cái thử thách cũng khá là suôn sẻ. Với một cái kết quả mà em chưa bao giờ ngờ tới. Nên là có gì các anh chị cứ xem cái tập đó và cho em ý kiến là không biết là em có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, có thể diễn hài được không ạ? Tại vì trước giờ mọi người vẫn biết em là một diễn viên truyền hình. Xin cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Thùy Trang. Và câu hỏi cuối cùng dành cho nghệ sĩ Lâm Vĩ Dạ thì là một phó phòng thì chị mang đến những cái sự hợp tác hoặc là những chiêu trò gì để cùng với trưởng phòng làm khó những khách mời, ví dụ là Thùy Dương, Thùy Trang hay Lan Trinh hoặc những nghệ sĩ khác ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Lâm Vĩ Dạ xin được kính chào các anh chị ở đây. Dạ, em xin trả lời câu hỏi của anh là câu hỏi này như năm nào họ báo em cũng được hỏi hết trơn. Dạ thì với vai trò là một phó phòng á, tụi em cảm giác là mình là một người đóng vai ác vậy đó. Dạ thật sự vậy á, nhiều khi mắc cười lắm, có nhiều bạn là diễn viên chơi rất là thân với mình, là khách mời của mình, biết mình là phó phòng cứ chạy lại hỏi ừ lát hồi đó làm cái tình huống sao vậy, là ơn năn nỉ luôn, chỉ chút xíu thôi để tôi biết đường tôi giải quyết, không là tôi không biết thì sao. Mà nhiều khi mình thấy thương, thấy tội nghiệp lắm mà mình không thể nào mình làm được cái điều đó, bởi vì cái chương trình mình không cho phép như vậy đó. Thì ở cái vai trò này và cảm thấy nó giống như là khi mà khách mời bước vô căn phòng này, phó phòng và trưởng phòng giống như là một cái người mà khóa cửa phòng đó lại và giữ cái chìa khóa đó. Nhưng mà không phải là chỉ giữ cương cương cho mình đâu, giữ để cho các khách mời phải tìm cách nào để lấy được cái chìa khóa đó mà mở được cái ổ khóa ra đó. Thì mình giữ như vậy thôi, nhưng mà đôi lúc mình cũng phải hỗ trợ cho các bạn làm cách nào để tìm được cái chìa khóa. Dạ, đôi khi gặp những khách mời mà giữ nhầm quá thì tụi em đôi lúc cũng nuốt luôn cái chìa khóa mà vẫn phải bị lấy ra lại. Dạ, em xin hết nè. Ok, xin cảm ơn những chia sẻ của Lâm Vĩ Dạ về những bất ngờ khó khăn mà bạn đã mang đến trong chương trình.